Hiện tại là em đang đứng trên đây là một cái ngôi nhà, một trệt một lầu nằm tại mặt tiền con đường Điện Biên Phủ gần với City Park của thành phố Nha Trang nha cô chú anh chị. Đúng không ạ? Đó phía sau đây chính là dãy núi Cô Tiên nha cô chú anh chị. Hiện tại thì dãy núi Cô Tiên này có rất nhiều những cái dự án cũng như là những cái đường ven núi Cô Tiên đi ra lại Hòn Sền, đi ra lại Bến Chu Thuyền của cô chú anh chị. Đúng không ạ? Thì một cái bất động sản mà vừa có khả năng cho khai thác dòng tiền cũng như là chúng ta có thể là vừa kinh doanh được này, vừa có thể là vừa ở được cũng như là vừa đầu tư được, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay thì Hùng sẽ quay chi tiết cụ thể rõ ràng hơn về cái bất động sản này cho cô chú anh chị chúng ta có thể hình dung rõ hơn nha. Xin mời cô chú anh chị. Hùng đang đứng ở trên đây là phía sân thượng này anh chị này, đúng không ạ? Chúng ta có thể thả tầm nhìn này, đó đây là cái dãy núi này. Phía bên đây là dãy núi núi Sạn anh chị nha, đúng không ạ? Rồi phía bên đây này, đây thì dãy núi Cô Tiên này, đúng không ạ? Rồi đây là cái con đường Điện Phủ mình này anh chị này, đó trục đường đó ở Điện Phủ này. Đi thẳng lên chúng ta sẽ đi ra làm biển chưa tới 1 km nha cô chú anh chị. Rồi phía bên mình đây này, đó phía đây ở phía bên kia đó chính là bến xe Vibắc nha. Đó thì lát nữa không thể xuống bên dưới cũng sẽ quay chi tiết cụ thể hơn cho cô chú anh chị. Đây là chúng ta quay kênh từ sân thượng. Bây giờ Hồng sẽ đi vào phía bên trong, Hồng sẽ quay cho cô chú anh chị coi nha. Đây đây là cái không gian phía trên, đúng không ạ? Không gian này thì chúng ta có thể là để phòng không gian đọc sách nha anh chị, không gian đọc sách, không gian mà chúng ta có thể là relax, ngồi thiền, đúng không ạ, tĩnh tâm, đúng không ạ, đọc sách cũng như là nếu như cô chú anh chị nào mà chúng ta có muốn để làm nhà thờ cũng được, là bàn thờ cũng được, thuận tiện cho cô chú anh chị ha. Đó đây rồi phòng sẽ đi xuống phía dưới. Đây là không gian tầng lửng này anh chị nha, không gian tầng lửng đây, đây có chỗ để máy giặt này, phòng vệ sinh đây nha anh chị. Đó, đường là đi lên, chúng ta đi lên sân thượng anh chị ha. Đây, đây cũng có một cái phòng ngủ này anh chị nha, phòng ngủ này. Chúng ta có thể là phòng ngủ hoặc là chúng ta có để là mà co cũng được anh chị ha. Rộng rãi, đúng không ạ? Đây là cái không gian phòng sinh hoạt chung anh chị nè. Phía trên này. Đó đây chúng ta có thể để một cái bộ ghế sofa phòng master anh chị ha, tầm 25 mét vuông. Đây. Đó, anh chị chưa? Đó. Mình có rất nhiều là cửa sổ rất là thông thoáng. Đây là tầng lửng anh chị ha. Đó. Cái bên kia. Rồi. Bây giờ Hồng sẽ đi xuống tầng trệt nha anh chị. Tầng trệt của mình. Đó. Đó. Thì cầu thang cũng rất là dễ đi. Cầu thang đi làm khoảng 80 phân nha anh chị. Đó. Đó. Đây. Đó. Rồi mình để xuống bên đây. Đó là mình đi xuống khu vực bếp. Chúng ta cũng có thêm một phòng ngủ nữa anh chị. Đây khu vực đây phòng bếp này. Anh chị ha. Thêm một phòng vệ sinh nữa này, đúng không? Đó. Có tủ hệ tủ gỗ luôn nha anh chị, rất là kết cấu rất là chắc chắn anh chị, anh chị gì phù hợp cho mấy cô chú anh chị nào chúng ta thích nấu nướng nha anh chị. Đó ở đây nước là có nước đầy đủ anh chị nha. Đó rồi đây nha. Đây là khu vực phía trước. Đó. Đây khu vực đây. Đó. Đó, đây là xuống đây. Đó, đây là xuống đây là xuống mặt tiền đường này. Đó. Đây là đường Điện Biên Phủ. Đi qua đây thì chúng ta sẽ đi ra đường bến xe phía Bắc anh chị này. Đó, còn đang quay. Bến xe phía Bắc đường 2/4. Ngược lại đây. Đó, ngược lại đây thì chúng ta sẽ đi ra biển anh chị. Đi ra biển chưa tới 1 km đâu. Ở đây phù hợp kinh doanh quán ăn. Đó, nhà kho anh chị ha. Đó. Đó, rất là đẹp chị nha. Đó. Rồi, quý cô chú anh chị nào mong muốn tìm hiểu kỹ hơn inbox không? Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.